Mời quý vị đến với bản tin thời tiết tối thứ tư ngày 3 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, ngày hôm nay, vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 13 giờ trưa nay tại Ba Tơ là 38 độ C. Trong những ngày nắng nóng như thế này, vào buổi chiều tối khả năng sẽ xuất hiện mưa dông vài nơi, đặc biệt là khu vực miền núi. Chiều nay, khu vực các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ có mây đối lưu tồn tại và phát triển, đã gây mưa cho một số nơi như Trà Tây, Sơn Lập, Sơn Bua. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, ngày mai, ngày 4 tháng 4, khu vực Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng diện rộng, vùng núi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, còn vùng núi trong khoảng từ 37 đến 39 độ C. Sang đến ngày 1, ngày 5 tháng 4, khu vực vùng núi Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Còn khu vực đồng bằng dự báo sẽ không còn xuất hiện nắng nóng. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng nóng. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt. Chiều mai có lúc mưa rào và dông, đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị và bà con, không chỉ trong đêm nay mà thời tiết trong nhiều ngày tới khá thuận lợi để bà con tiếp tục khai thác ở khắp các vùng biển từ phía Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Ninh Thuận. Trời sẽ chủ đạo là nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng từ 0,5 đến 2,5 m, gió không quá cấp 5. Còn với các vùng biển ven bờ phía Nam từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang thì dự báo thời tiết cũng khá êm ả, trời không mưa, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 m, tầm nhìn xa trên 10 km. Những ngày tới, thời tiết ít có sự thay đổi. Với những tàu hiện còn đang đánh bắt xa bờ ở vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì có thể yên tâm tiếp tục khai thác vì thời tiết ở đây vẫn ổn định là nắng nhiều, sóng vừa phải, độ cao không quá 2,5 m, gió cũng không quá lớn từ cấp 3 đến cấp 5, an toàn cho tàu thuyền bám biển. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4, khả năng nắng nóng ở khu vực này suy giảm dần. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi đến đây là kết thúc. Kính chào, tạm biệt quý vị.